Vâng, sau 20 ngày thì cây của mình đã có rễ và đã mọc mầm như thế này rồi. Xin chào mọi người. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách nhân giống cái cây dâm bụt này vào cát đen cát xây dựng nhé. Cái chiều dài của cành để mình dâm thì các bạn cắt cho mình dài khoảng 25-30 cm. Cắt xong rồi thì các bạn lấy cái con dao sắc nhé, dao dọc giấy hoặc là con dao gọt hoa quả được. Các bạn cắt phẳng cho mình cái chân của cái cành để mình dâm nhé, để cho có tác dụng là để cho nó cắt bớt cái phần bị dập của chân ấy, để cho nó nhanh ra dễ hơn. Các bạn cứ cắt phẳng hết. Về phần đấy, cái cát dâm thì các bạn có thể dâm tất cả vào một các cành vào một chậu, hoặc là dâm mỗi cành một chậu. Đây mình tiết kiệm diện tích thì mình dâm tất cả 5 cành này vào một chậu, để tí ít nữa có rễ thì mình sẽ đánh ra mình trồng vào từng chậu sau, tiết kiệm diện tích cũng như là tiết kiệm cái để trồng cây, chậu trồng cây. Đó. Giờ thì chúng ta tưới đẫm nước vào thôi. Tưới thật thấm vào. Khi tưới xong rồi thì các bạn lấy ni lông nhá, lấy cái túi ni lông ấy, lấy túi ni lông phủ vào để buộc buộc lại, để có tác dụng. Cái ni lông này có tác dụng là để cho cái cành của mình dâm ấy nó không bị mất nước và nhanh ra dễ hơn. Mỗi lần các bạn tưới thì các bạn lại mở ra nhé, mở ra tưới xong là lại buộc vào như thế này các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta chờ kết quả thôi. Và sau 20 ngày thì cây của mình đã có rễ và ra rất là nhiều cái mầm này, lộc này. Đó, bây giờ mình đổ ra để kiểm tra xem nó cây nó rễ của nó có khỏe không. Đó, các bạn thấy không? Nhìn mới đổ thôi mà rễ nó đã lộ ra rồi. Đó. Cát hơi ướt. Đó, rễ rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Rễ rất là nhiều. Đây là mình không dùng thuốc kích thích đâu các bạn nhé. Đó, rễ nhiều lắm.
Các bạn thấy không, cái rễ này nó rất là bở, rất là mềm và hay bị đứt đấy. Đấy các bạn thấy không, đứt nhiều quá. Chứng tỏ cái cây dâm bụt này rất là nhanh ra rễ. Bây giờ mình chuẩn bị đất để trồng. Về cái phần đất trồng thì mình vẫn trộn đất với cả mùn, trộn đất với cả cái chấu hun như các bạn nhá. Mình không, lần này mình không cho phân, tại vì là mình sợ ảnh hưởng đến cái bộ rễ này nên là mình không cho phân. Thường là mình hay cho phân chuồng ủ hoa ấy, nhưng mà nên tốt nhất là không nên cho phân các bạn ạ. Mình có thể bón trực tiếp, bón sau này mình hòa nước và sau đó mình tưới thì nó sẽ tốt hơn. Khi bộ rễ nó khỏe lên, khỏe thì mình cảm thấy tốt hơn. Trồng xong thì các bạn tưới nước đất vào. Những cái ngọn hoa này sau khi nó tươi nó sẽ có bông luôn các bạn ạ. Khi có bông mình sẽ chia sẻ với mọi người sau nhé. Ok, chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo mình làm. Cảm ơn các bạn.